Quy tắc viết bằng máu cứu sống hàng trăm người trong vụ đâm máy bay Nhật Bản. Xem đoạn phim về vụ va chạm của Japan Airlines tại sân bay Haneda của Tokyo, thật kỳ diệu khi có người thoát ra được mà không bị thương. Trong khi, 5 trong số 6 thành viên trên chiếc máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản bị chiếc Airbus A350 đâm phải khi hạ cánh hôm thứ Ba đã không qua khỏi, thì tất cả 379 hành khách và phi hành đoàn trên chiếc Airbus đều đã sống sót sau vụ tai nạn. Trong khi đang diễn ra các cuộc điều tra về những gì đã xảy ra trong vụ việc khiến máy bay GAL nổ tung như quả cầu lửa, các chuyên gia cho rằng việc sơ tán thành công là nhờ sự kết hợp giữa các tiêu chuẩn an toàn hiện đại và văn hóa an toàn nghiêm ngặt của Japan Airlines. Graham Bracewood, giáo sư điều tra an toàn và tai nạn tại Đại học Cranfield của Vương quốc Anh cho biết, từ những gì tôi thấy trên đoạn phim, tôi rất ngạc nhiên và nhẹ nhõm khi mọi người đều thoát ra ngoài. Đó là một tác động nghiêm trọng mà bất kỳ chiếc máy bay nào phải chịu đựng. Nhưng với những gì tôi biết về hãng hàng không đó, cũng như mức độ nỗ lực của họ trong việc đảm bảo an toàn và đào tạo phi hành đoàn, việc họ làm tốt như vậy không có gì đáng ngạc nhiên. Trên thực tế, chính một vụ tai nạn thảm khốc cách đây gần 40 năm đã giúp Japan Airlines trở thành một hãng hàng không an toàn như vậy, ông nói. Vào ngày 12 tháng 8 năm 1985, chuyến bay 123 của JAL từ Tokyo tới Osaka bị rơi, khiến 520 trong số 524 người trên máy bay không qua khỏi. Sau khi các kỹ thuật viên của Boeing, không phải của hãng hàng không, sửa chữa lỗi phần đuôi sau một sự cố trước đó, cho tới ngày nay, đó là vụ tai nạn máy bay đơn lẻ nguy hiểm nhất trong lịch sử hàng không. Fred West nói, rõ ràng ảnh hưởng đó rất sâu sắc đối với hãng hàng không. Trong một nền văn hóa như Nhật Bản, họ nhận trách nhiệm đó với tư cách là một tập thể và muốn đảm bảo rằng sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa. Vì vậy, khi có sự cố xảy ra, họ sẽ xem đó là cách họ có thể học hỏi, mọi thứ đều là cơ hội để cải thiện. Năm 2005, khi nhận ra rằng nhiều nhân viên đã gia nhập công ty mà không còn ký ức về vụ tai nạn 20 năm trước, GL đã mở một không gian trong trụ sở công ty của họ để trưng bày các mảnh vỡ cũng như câu chuyện của phi hành đoàn và hành khách. Cảm giác là có những người tham gia công việc kinh doanh của chúng tôi mà không biết sai sót đó là như thế nào. Mọi người cần phải hiểu bao nhiêu nỗ lực để đạt được sự an toàn. Ông nói, gần 4 thập kỷ trôi qua, vụ tai nạn vẫn còn ảnh hưởng sâu sắc tới tâm lý công ty. Họ có văn hóa rất nghiêm ngặt về các quy trình vận hành tiêu chuẩn và thực hiện mọi việc đúng cách. Đó là một trong những lý do trong trường hợp này tôi nghĩ phi hành đoàn dường như đã thể hiện rất tốt, ông nói. Mặc dù không rõ ai là người chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn hôm 2 tháng 1, nhưng Bradway cho biết việc sơ tán thành công hoàn toàn là một điều tích cực đối với Japan Airlines. Nếu bạn muốn biết lý do tại sao bạn bay cùng họ, tôi nghĩ chính là lý do đó, ông nói. JL thường xuyên được vinh danh trong số các hãng hàng không an toàn nhất thế giới trong danh sách hàng năm của trang web airlinerating.com. Tổng biên tập Jeffrey Thomas cho biết hãng hàng không Nhật Bản đã đạt được kỷ lục an toàn tuyệt vời kể từ năm 1985. Tuy nhiên tai nạn đó không phải lỗi của hãng hàng không mà do lỗi sửa chữa do Boeing thực hiện. Họ được trang web của chúng tôi đánh giá là hãng hàng không bảy giao hàng đầu và đã vượt qua tất cả các cuộc kiểm tra an toàn quan trọng. Ngoài ra, Cơ quan Quản lý An toàn Hàng không của Nhật Bản thực hiện tốt hơn 8 tiêu chí giám sát so với mức trung bình của thế giới về tuân thủ. Bradway cho biết việc xâm nhập vào đường băng như trường hợp này được phân loại là hiếm gặp nhưng có thể gây ra thảm họa với việc các hãng hàng không và nhà điều hành mặt đất khác nhau đều di chuyển các phương tiện đi lại các sân bay trở thành khu vực phức tạp mà chúng ta phải nỗ lực hết sức để bảo vệ rõ ràng là còn quá sớm để biết chuyện gì đã xảy ra ở tokyo và làm thế nào cả hai máy bay lại có mặt trên đường băng cùng một lúc tuy nhiên thông điệp từ ngành hàng không vẫn giống nhau dường như phản ứng nhanh chóng của phi hành đoàn đã cứu sống hàng trăm người chỉ vài giây sau khi máy bay dừng lại các máng thoát hiểm được bơm căng và những người trên máy bay nhanh chóng được đưa ra ngoài, ngay cả khi cabin tràn ngập khói. Một phi công của một hãng hàng không lớn ở châu Âu muốn giấu tên cho biết, tôi đặc biệt ấn tượng với các phi công, phi hành đoàn và hành khách vì những điều giống nhau là một cuộc sơ tán trong sinh giáo khoa trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Họ nói thêm rằng chúng ta đang ở thời điểm tốt trong ngành hàng không, Sức mạnh của máy bay hiện đại và việc đào tạo phi công để xử lý các tình huống bất thường đã phát triển trong nhiều thập kỷ tới mức chúng ta có thời kỳ an toàn nhất trong ngành hàng không kể từ khởi đầu. Các quy trình đã được cải tiến vì máy bay ngày càng lớn hơn nên tất cả hành khách có thể được sơ tán trong 90 giây. Tiếp viên hàng không trên một số hãng hàng không giờ đây cũng có thể khởi động cuộc sơ tán nếu có thảm họa, tiết kiệm những giây phút quan trọng bằng cách không đợi cơ trưởng khởi động. Quy tắc an toàn được viết bằng máu, như các nhân viên của GAL biết rất rõ. Hồ sơ an toàn của hàng không hiện đại được viết bằng máu của những người không may mắn như vậy, viên phi công nói. Tai nạn trở thành bài học được chia sẻ trong toàn ngành để tất cả các phi hành đoàn có thể hoàn thành công việc tốt nhất. Họ trích dẫn một tai nạn của Aeroflot vào năm 2019, trong đó một chiếc máy bay bốc cháy khi hạ cánh tại Moscow, khiến 41 trong số 73 người trên máy bay không qua khỏi. Là một sự cố tương tự như vụ hôm 2 tháng 1, cũng là sự cố đem lại bài học. Và vào năm 1980, chuyến bay 163 của Saudi, trong đó toàn bộ 301 người trên máy bay đã không qua khỏi vì ngạt khói sau khi máy bay hạ cánh khẩn cấp thành công ở Riyadh nhưng các phi công không ra lệnh sơ tán. Vụ việc này là động lực để trao quyền cho phi hành đoàn đưa hành khách ra ngoài, họ nói. Một tai nạn khác có ảnh hưởng lớn tới sự an toàn trong tương lai là thảm họa của hãng British Air Tour năm 1985 tại sân bay Manchester của Anh. Máy bay cất cánh chậm và bốc cháy, trong khi nó dừng lại trên đường băng và lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt, 55 người đã cùng qua khỏi, chủ yếu do ngạt khói. Bradway cho biết rất nhiều khuyến nghị xuất phát từ đó đã ảnh hưởng tới nhiều tính năng trên máy bay hiện đại. Thực tế là có rất nhiều không gian xung quanh các lối thoát hiểm, đèn dọc theo sàn nhà, phi hành đoàn đang đánh giá xem người ngồi ở lối thoát hiểm trên cánh có thể mở được hay không. Dấu hiệu thoát rõ ràng hơn nhiều, vật liệu chúng tôi làm ra cabin. Một đặc điểm lớn của vụ cháy Manchester là nó nhanh chóng bốc khói. Tất cả những điều này góp phần tạo nên một cuộc sơ tán thành công. Ông cho rằng đồng nghiệp cũ của mình tại Grandview, giáo sư Helen Moore là người đã thay đổi cục diện an toàn sau vụ tai nạn đó. Bà nổi tiếng với việc thực hiện các thử nghiệm được khuyến khích. Trong đó, những người tham gia được trả nhiều tiền hơn khi họ xuống máy bay sớm. Hành vi của họ sau đó được theo dõi và chuyển cho các nhà sản xuất máy bay và hãng hàng không. Ông nói, ngày nay chúng ta biết rằng chính ảnh hưởng của phi hành đoàn đã khiến mọi người sơ tán khỏi máy bay và thực hiện việc này một cách nhanh chóng. Steven Chủ tịch của Pilots Together, một tổ chức từ thiện được thành lập trong thời kỳ đại dịch để hỗ trợ phi hành đoàn đồng ý. Ông nói còn quá sớm để bình luận về chi tiết cụ thể của vụ việc, nhưng điều rõ ràng là phi hành đoàn đã thể hiện một cách mẫu mực. Việc huấn luyện an toàn mà các hãng hàng không, trong trường hợp này là QAL, yêu cầu phi hành đoàn thực hiện đã mang lại kết quả cho phép sơ tán trong vòng 90 giây. Điều đáng rút ra trong quan điểm của tôi là hành khách cần chú ý tới các hướng dẫn an toàn và nhớ rằng phi hành đoàn không phải là những nhân viên phục vụ ăn uống được tôn vinh mà là những chuyên gia an toàn được đào tạo bài bản. Theo các tiêu chuẩn an toàn tối thiểu quốc tế do tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO, một phần của Liên hợp quốc đặt ra, phi hành đoàn phải thực hiện sơ tán khẩn cấp hàng năm. Các nhà sản xuất máy bay cũng phải chứng minh rằng bất kỳ máy bay mới nào cũng có thể được sơ tán hoàn toàn trong 90 giây. Trên hết, từng hãng hàng không có thể có những yêu cầu bổ sung. British Airways có các quy định nghiêm ngặt hơn về vật liệu sử dụng trong cabin. Fred cho biết, sau vụ tai nạn ở Manchester, phi công đã nói chuyện với CNN thực hiện các hoạt động sơ tán 6 tháng một lần. Trong trình mô phỏng của hãng hàng không của họ, họ cũng phải tập luyện trong một thiết bị mô phỏng chứa đầy khói tổng hợp. Họ nói, điều đó tạo ra sự khác biệt so với việc đào tạo thế hệ trước. Nó loại bỏ yếu tố gây sốc của kịch bản thực tế. Chúng ta có những suy nghĩ và hành động hợp lý thay vì những suy nghĩ và hành động theo bản năng, điều đó an toàn hơn nhiều. Fred nói rằng khía cạnh thường lệ của việc huấn luyện đã ăn sâu vào tâm trí phi hành đoàn. Đó là điều mà chúng tôi với tư cách là hành khách không thể nhìn thấy được, nhưng nó hoàn toàn nghiêm ngặt, ông nói. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những hình ảnh về trận động đất xảy ra ở miền trung Nhật Bản vào chiều 1 tháng 1 năm 2024. Thật đau lòng khi nó lại xảy ra vào đầu năm mới, vào thời điểm hàng triệu người Nhật Bản tới thăm đền Chùa Cầu May. Được biết thì trận động đất có cường độ lên tới 7,6 độ Richter, tương đương với cấp 7 là cấp cao nhất trong thang đo của Nhật Bản. Ngay sau đây là ghi nhận của Cộng tác viên Thu Huyền ở Nhật Bản. Thưa quý vị và các bạn, theo đài NHK, tính đến trưa ngày 2 tháng 1 Ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh tấn công vào Nhật Bản vào ngày đầu năm mới Các đội cứu hộ hiện vẫn đang tiếp cận các khu vực bị cô lập và các tòa nhà bị đổ nát Cơ quan chức năng Nhật Bản hiện cảnh báo số nạn nhân vẫn có thể tăng do nhiều người vẫn bị mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập Theo Sở Cứu Hỏa tại thành phố Wajima, tỉnh Ishikawa, hiện nay đang có khoảng 25 tòa nhà đã bị sụp đổ trong đó, số lượng người dân mắc kẹt có thể nằm tại 14 tòa nhà. Những đám cháy do trận động đất gây ra đã phá hủy khoảng 200 ngôi nhà tại Wajima. Đến chiều nay, lính cứu hỏa vẫn đang nỗ lực dập tắt các đám cháy đó. Và tại thành phố Suzu ở gần đó, cũng có hơn 50 ngôi nhà đã bị san bằng. Theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật từ đài NHK, tính đến chiều 2 tháng 1, số người thiệt mạng do trận động đất đã tăng lên tới 48 người, tất cả đều thuộc tỉnh Ishikawa, các khu vực dọc theo bờ biển đảo Honsu. Sau khi xảy ra động đất, hoạt động địa chấn vẫn liên tục được ghi nhận trong khu vực gần tâm chấn. Tính đến 6 giờ sáng 2 tháng 1 theo giờ địa phương, ít nhất 129 chấn động với cường độ từ 2 độ Richter trở lên đã được quan sát thấy ở khu vực này. Trong đó, ngoài dư chấn với cường độ 7 độ Richter, có 3 chấn động ở cấp độ trên 5 độ Richter, cùng 5 cơn chấn động ở cấp độ dưới 5 độ Richter và 19 chấn động với cường độ 4 độ Richter đã được ghi nhận. Tổng cộng 87 chấn động đã được quan sát thấy trong ngày 1 tháng 1, cùng với với 42 giờ trần nữa tính đến 6 giờ sáng ngày 2 tháng 1. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã hạ cấp tất cả cảnh báo sóng thần dọc duyên hải phía tây nước này xuống mức khuyến cáo, nhưng cơ quan này cũng kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác về khả năng xảy ra thêm nhiều trận động đất và sóng thần. Trước đó, một số thành phố ở Ishikawa đã quan sát thấy sóng thần, trong đó có Wajima báo cáo có sóng cao hơn 1,2 m và Kanazawa ghi nhận sóng cao 0,9 m. Ở thời điểm hiện tại, dịch vụ tàu cao tốc đã được nối lại tại một số địa điểm sau khi buộc phải tạm dừng do ảnh hưởng của động đất. Cơ quan quản lý hạt nhân của Nhật Bản cho biết một số nhà máy hạt nhân tại miền Trung Nhật Bản vẫn hoạt động bình thường. Trận động đất mạnh 7,6 độ Richter đã gây thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng và gây cháy tại thành phố Iwashima, thuộc tỉnh Ishikawa. Như quý vị có thể thấy đây là hình ảnh về một tòa nhà 7 tầng bị đổ nghiêng và bốc khói lên từ khu vực trung tâm Ojima, tỉnh Ishikawa sau đám cháy lớn bùng phát một ngày trước đó. Các quan chức tỉnh Ishikawa cho biết đám cháy đã nhấn chìm hơn 200 công trình kiến trúc ở khu vực trung tâm Ojima, nhưng khả năng đám cháy tiếp tục lan rộng là rất nhỏ. Phát biểu tại một cuộc họp báo sáng 2 tháng 1, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida xác nhận mức độ thiệt hại là rất lớn khi có nhiều người thương vong, nhiều ngôi nhà bị sập và cháy. Ông cho biết chính phủ đã điều động thêm 1.000 binh sĩ tới hỗ trợ lực lượng phòng vệ, gồm 8.500 người đang có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ công tác giải cứu người gặp nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Chính phủ Nhật Bản đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp hơn 97.000 người trong tối 1 tháng 1. Nhiều người trong số này đã quay trở về nhà trong sáng 2 tháng 1 khi chính quyền dỡ bỏ cảnh báo sóng thần. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 33.000 hộ gia đình ở tỉnh Ishikawa vẫn chưa có điện tính đến sáng sớm 2 tháng 1. Đài NHK đưa tin nguồn cung cấp nước cũng vẫn chưa được nối lại tại hầu hết các khu vực ở phía bắc bán đảo Noto. Theo cơ quan khí tượng, bán đảo Nô Tô dự kiến sẽ có mưa từ đêm thứ ba đến thứ năm. Cơ quan này cảnh báo rằng ngay cả một lượng mưa nhỏ cũng có thể dẫn đến lở đất. Ngay sau khi xảy ra trận động đất, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã thành lập nhóm công tác để xác nhận thông tin liên quan đến an toàn của người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại các địa phương bị ảnh hưởng của động đất. Đến 21 giờ ngày 1 tháng 1, theo giờ địa phương, Đại sứ quán chưa nhận được báo cáo nào về thương vong của người Việt do động đất hiện nhóm công tác đã liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại các hội đoàn người việt tại các địa phương bị động đất để tìm hiểu thông tin về tình hình người việt tại các khu vực đó đồng thời sẵn sàng thực hiện công tác bảo hộ công dân cho người việt trong trường hợp cần thiết Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cũng phát đi thông báo bảo hộ công dân tại khu vực xảy ra động đất và sóng thần tại các tỉnh ven biển Nhật Bản. Theo đó, Đại sứ quán đề nghị công dân Việt Nam sinh sống tại các khu vực dự báo cần tuân thủ các biện pháp cảnh báo của phía Nhật Bản, nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn. Trong trường hợp khẩn cấp, công dân liên hệ tới số máy bảo hộ công dân hoặc đầu mối phụ trách cộng đồng người Việt tại địa phương gần nhất. Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo, cộng 81

và để có thể hình dung rõ hơn về tình hình tại đây, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với một công dân Việt Nam đang sinh sống tại thành phố Seki, tỉnh Kifu, nơi bị ảnh hưởng của trận động đất này. Mời quý vị cùng theo dõi. Đó là ngày đầu năm lên nhà mình mới đi chùa về thì vừa ngồi vào bàn ăn uống nước một tí thì nó giật đùng cái thì mình nghĩ chắc là động sơ thôi nên là cũng ngồi nguyên một chỗ thì khoảng 5 phút sau thì nó động, động mạnh ơi là mạnh và nó rung nắc rất là lâu và đồ đẹp trong nhà nó đổ ấy, nên là mình kêu cả nhà chạy ra ngoài chạy ra khỏi ngoài khỏi nhà tại vì cũng sợ đổ nhà nữa nên là phải chạy ra ngoài em về, sinh hoạt gia đình thì cũng rất mọi người rất là lo sợ tại vì động đất xong thì, thì người nghe tin sóng thần đấy sóng thần thì nhà thì cũng cách biển có 4 cây nên là cũng sợ sóng thần vào lên là cũng phải bỏ chạy rồi người ta kêu đi trú ẩn an toàn mình cũng phải đi chính phủ Nhật là người ta cũng đang là rất khẩn trương để mà đưa lương thực thực phẩm bất thứ đến cái vùng mà tâm chấn ở khu đấy thì bây giờ là cúp điện rồi cúp nước nên là sinh hoạt rất là khó khăn Thưa quý vị, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã chính thức đặt tên cho loạt trận động đất với độ lớn này là trận động đất ở bán đảo Noto năm 2024. Hiện lực lượng cứu hộ Nhật Bản đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót. Con số thương vong về người được cảnh báo là sẽ tiếp tục tăng. Trận động đất cấp 7 này được mô tả là khiến mọi người không thể đứng vững. Cơ quan thời tiết Nhật Bản xác nhận, trận động đất như vậy được ghi nhận lần cuối vào năm 2018 tại Hokkaido. Cơ quan nội chính hoàng gia Nhật Bản ngày 2 tháng 1 cũng thông báo là sẽ hủy bỏ sự kiện Nhật Hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako xuất hiện trước công chúng vào dịp đầu năm mới. Trong khi đó, Thủ tướng Fumio Kishida cũng hoãn chuyến đến thăm đền Ise nhân dịp đầu năm mới. Sự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 1 tới. Thảm họa động đất tại Nhật Bản ngay ngày đầu năm mới 2024 đã để lại nhiều hậu quả nặng nề và nghiêm trọng. Thay vì ăn mừng năm mới, người dân tại thành phố Wajima, Nhật Bản đang phải xếp hàng chờ đợi nhận nước sinh hoạt từ các điểm cấp phát. Nhà cửa đổ sập, tàu thuyền bị cuốn trôi, đường xá nứt gãy, kêu theo đó là những nỗi đau mất mát của gia đình các nạn nhân thiệt mạng. Cảm xúc của tôi cũng như quý vị ngay bây giờ, vâng chắc chắn rồi là đau xót thay mặt những người làm chương trình chúng tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân của vụ động đất này hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp và bình yên hơn đến với những người dân nhật bản trong những ngày sắp tới và thời lượng dành cho chương trình đến đây cũng xin được kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại